Hello, chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại đến với Diên Tân cả nhà ha. Một trong những cái xã diện tích rất là rộng ở Diên Khánh, rộng khoảng gần 45.000 km vuông cơ. Ở Diên Tân thì có những điểm gì đặc biệt? Ở Diên Tân thì đa phần là đất đồi núi, đất rừng rất là nhiều. Thứ hai là nó có hai cái hồ thủy lợi rất là đẹp, phù hợp với sinh thái. Đây, hai cái hồ đây ạ. Hồ rất là đẹp, nằm cạnh khu dân cư luôn, hai cái hồ chứa nước thơ mộng lắm cả nhà. Và có khu lịch sinh thái ở trong này đấy. Hồ Láng Nhớt và hồ Cây Sung đó, rất là đẹp ở Diên Tân đó. Địa hình Diên Tân nằm trong cái đường về nén đất đỏ đấy cả nhà. Thì có cái tuyến chính là cái tuyến hương lộ 62 đi qua Diên Tân. Thì Diên Tân là nằm giữa hai cụm công nghiệp. Thứ nhất là cụm công nghiệp hiện hữu Sông Cầu, thứ hai là cụm công nghiệp Diên Thọ. Thì đang trong kế hoạch và sắp tới sẽ triển khai. Và nó gần cái nút cao tốc Bắc Nam đi ngang qua và đã vào động rồi. Đây có vòng xuyến cao tốc ngay vị trí này đó. Thì Diên Tân thì có những cái phía giáp với Diên Hòa này, rồi giáp với Diên Thọ này. Và nằm một trong những cái xã cuối khu vực phía Tây, giáp với Khánh Phú, Khánh Vĩnh. Và phía đồi núi này thì khác với Diên Khánh, suối Tiền ít và suối Cát một ít đó. Địa hình rất là đẹp ạ. Ở Diên Tân thì với cái địa hình và khí hậu thời tiết mát mẻ cho nên phù hợp làm nông nghiệp. Bởi vậy nhiều nhà đầu tư họ đến đây họ lựa chọn Diên Tân, họ làm farm rất là nhiều đó. Đây ạ, đây những cái farm hiện hữu ở đây cả nhà ơi. Khu sinh thái rất là nhiều ở đây, hai cái hồ đó, mọi người thấy không ạ? Khu sinh thái này quá đẹp phải không ạ? Cái vùng này là thời tiết buổi chiều khoảng 5 giờ chiều mọi người đến đây nó rất là mát mẻ, không khác gì khí hậu ở Đà Lạt luôn, và thường rất là nhiều mưa. Bởi thế ở vùng này người nông dân họ làm nông nghiệp rất là tốt, mọi người thấy không ạ? Đa phần diện tích là đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Đây. Đó, đất nông nghiệp và lâm nghiệp. Đó. Và vùng này trồng được cả sầu riêng luôn cả nhà. Đó, theo câu hỏi thì nó có những con đường mà cắt ngang sang quốc lộ 7C luôn. Nó đường 62 là song song quốc lộ 7C luôn này. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đó, song song hết. Còn những máy màu xanh nước biển là những cái lô đất này em đi ngang qua và em chấm lại cả nhà, ghi vị trí lại bằng cái ứng dụng Google Maps thôi. Đó, thì hương lộ 62 dọc cái tuyến đường chính của Diên Tân mà có cái đường xương cá đi vào ủy ban này, trường học nằm người vị trí này. Đó, cái đường hương lộ 62 vừa rồi mới được cải tạo đấy cả nhà. Thì từ vị trí này ra đến cái điểm của cao tốc Bắc Nam thì rơi vào khoảng 2 cây số, 2 đến 3 cây số là đến rồi nè. Chúng ta không lên cao tốc được ngay mà chúng ta phải đi thẳng ra quốc lộ 27C thêm một đoạn nữa chúng ta bắt đầu đi vào đó. Đây thì người ta làm cầu vượt đi qua cao tốc rồi. Nó rất đẹp phải không ạ? Đấy. Và có nhà máy nước khoáng đánh tạnh đi qua đây nữa. Và Diên Tân thì có một cái núi đá rất là lớn đó, cho nên là trong này người ta làm trung tâm chế biến đá granite nó rất là lớn ở khu vực này đó. Và có các quả núi này thì đá rất là nhiều luôn nằm trên đây đó, trên đây này cả nhà. Vùng này khai thác khoáng sản và quy hoạch khoáng sản, cái này khai thác trong vài trăm năm nữa chưa hết đá, rộng lắm đây ạ. Nó có mảnh nước khoáng đánh thạnh từ Bình Lộc về đó, có nhà máy nước khoáng ở đây. Đang làm công trình như thế này, Google Maps họ cập nhật liên tục cả nhà ha. Đó, chúng ta xem mọi thứ bằng Google Maps thì rất là tiện lợi. Đó. Cô chú anh chị xem chỗ nào hình dung không được thì inbox hoặc là comment vào clip nhé, để em làm các clip khác nó chi tiết và nó dễ hiểu hơn. Nói chung sau khi làm cái series này thì rất là nhiều người ủng hộ, tại vì nhiều người lâu giờ không biết đất mình nằm đâu, như là cố ở xa và không biết quy hoạch hiện tại như thế nào. Thì sau khi em làm cái clip này thì rất là nhiều người kết nối và cảm ơn, nó rất quá hữu ích. Chung hy vọng em chia sẻ được nhiều giá trị lan tỏa đến quý cô chú anh chị. Nói chung đầu tư ở trên này nếu mà làm nông nghiệp thì rất là ok cả nhà, ok hơn cả Diên Đồng cơ. Đây là bản thân em so sánh thôi đó, tại vì ngoài địa thế thì nó còn giao thông rất là thuận lợi nữa đó. Cái vùng đất Diên Tân này đó, ngày xưa là vùng kinh tế mới đó. Rất là nhiều farm, nhiều trang trại đó, mọi người nãy về để ý không đó. Rất là nhiều farm, nhiều trang trại.
ở trên này thì điểm mạnh là chôm chôm đó. Và trồng được một số farm, họ trồng được sầu riêng rồi, ngay cái vùng này này gần hồ Lang Nhớt đây, họ trồng một số cái farm sầu riêng ở ngay cái vị trí nào ta, hôm trước em đi ngang qua đây luôn ạ, ngay vị trí này này đang có những cái farm sầu riêng này. Cô chú anh chị có dịp lên đây thì chúng ta nên ghé xem thử ha. Rồi bây giờ em đi vào các chi tiết sử dụng đến 2040 của Yên Tân là như thế nào cho quý chú anh chị cùng xem ha. Đây ạ, đây là xã Yên Tân, đó là một trong những xã vị trí nằm cuối cùng phía tây nam của huyện Diên Khánh, tiếp giáp với Khánh Phú, Khánh Vĩnh này. Họ mọi người thấy không ạ? Đâu, đây là cái hai hồ thủy lợi này, hai hồ thủy lợi này cả nhà, một xã nước biển này, nó là còn lại con sông suối chảy ra. Thì xung quanh hai hồ thủy lợi này thì quy hoạch đất thương mại du lịch dịch vụ hết, nó màu hồng hồng là tam giác này. Đó, còn cái màu xanh lá cây một phản này là chính là đất nông nghiệp, quỹ đất nông nghiệp đó. Trên này đất rừng sản xuất này, thì ở đây có cái tuyến cao tốc Liên Khương Nha Trang Đà Lạt dự kiến đó cả nhà ha, nên đang dự kiến tuyến cao tốc sẽ đi qua cái hướng này, hướng núi trên cao á đó. Tại cái vùng này thì đất rừng đang còn nhiều bởi và không đi qua khu dân cư hiện hữu, nó sẽ thứ nhất là không ảnh hưởng dân cư này, thứ hai là cái mức giải phóng đền bù á nó sẽ thấp đó, không tốn kém nhiều cho việc đảm bảo đền bù. Đó, cái phần này là cái khu mà mỏ đá này em gửi cho mọi người cùng xem đây, là vị trí này, đó cái khu mỏ đá đây, khai thác khoáng sản. Dọc quốc lộ số 2 là quy đất ở hết này cả nhà thấy không, cái hình dáng không? Như con chuột của em nha, nè cái màu xám mà là đất ở rồi này, khu dân cư hiện hữu rồi này, còn cái màu hơi lần lượt một tí là quy hoạch đất ở đây 040. Đó. Đó, còn phía trên này có một ít đất khoáng sản nữa này, và có một cái đường nối thẳng sang quốc lộ 27C. Đây ạ, à, đó. Đó, có đường nối thẳng sang quốc lộ 27C giáp với Diên Thọ, quả núi đó. Đó, còn đi xuống đây là đây nút giao cao tốc này, đó mọi người thấy không? Bên phía này khá là gần, 45.000 km vuông nhưng mà đa phần là đất rừng chiếm đến một nửa rồi, diện tích của xã Yên Tân rồi. Mọi người thấy trên cái sơ đồ này ao hồ sông suối rất là nhiều ạ, cho nên chúng ta làm nông nghiệp ở cái vùng này thì nên chọn để làm nông nghiệp vùng này. Giao thông rất thuận lợi, từ đây về trung tâm thành phố Nha Trang chỉ rơi vào khoảng 20 đến 22 km thôi. Đó, chúng ta đi ô tô thì khoảng 30 phút là thoải mái đi rồi đó. Vùng này khí hậu rất là mát mẻ, ai có dịp thì chúng ta hãy đặt chân đến Yên Tân một lần để chiêm ngưỡng khí hậu trên này, quá mát mẻ luôn. Buổi chiều khoảng 5 giờ chiều thôi là khí hậu không khác như Đà Lạt, và cái vùng này mưa rất là nhiều. Hơn nữa điểm mạnh nè, hai cái hồ điều hòa này, hai hồ thủy lợi này cả nhà. À, chúng ta hay nói vui với nhau là như hai máy điều hòa đấy, mát mẻ quanh năm. À, chúng ta nếu mà làm farm làm vườn thì ngoài vị trí giao thông, khoảng cách địa lý, thứ ba là khí hậu để nó ôn hòa thì giúp chúng ta làm nông nghiệp để mang ra sản lượng rất là tốt. Họ cuối tuần đưa gia đình về thăm vườn. Chung là cái mô hình bỏ thố về vườn dạo gần đây thì nó không còn hot như 1-2 năm trước, nhưng hiện tại với công việc Hoàng Nhân TV đang làm và tiếp xúc rất nhiều quý cô chú anh chị trẻ tuổi thì ai cũng muốn có một lô đất ở xa khoảng 500 đến 1.000 mét vuông đến 2.000 mét vuông để làm vườn, để cuối tuần rảnh rỗi có thời gian thì về đây làm và đưa con cháu về trải nghiệm đó. Tại vì giao thông nó quá thuận lợi, đi Khánh Vĩnh này chúng ta đi khoảng thêm 12 cây số nữa chúng ta vào thẳng khu lý Thái Giang Bay luôn cả nhà đó, một khu lý rất là đẹp của Khánh Phú, Khánh Vĩnh đó. Quý cô chú anh chị mà có đất ở Yên Tân lâu giờ không đến thăm đất hay là sổ cũ, cần có nhu cầu đo đạc cấp đổi mới lại thì inbox cho Nhân TV nha, hoặc là kiểm tra kế hoạch sử dụng đất của mình như thế nào đến nay 040 thì inbox thì em sẽ hỗ trợ kiểm tra kế hoạch, tại bên em có cái nhiệm vụ này nhanh gọn và giá cả hợp lý. Rồi tổng quan xã Yên Tân là như vậy cả nhà. Hôm nay em làm một clip ngắn chia sẻ với quý chú anh chị, em hy vọng mà mang lại những cái giá trị hữu ích cho cái việc đầu tư của quý chú anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong các clip theo, mọi người thấy hay thì em xin một like.